đầy ra các bạn nha. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video, đó chính là thả diều này các bạn nhá. Sau khi là mình đã hoàn thành cái đuôi, đó chính là cắt cái những cái phần rìa rìa đi, mình sẽ để đuôi đại trà để xem là thả diều đại trà nó sẽ như thế nào các bạn nhá. Bây giờ thì mình sẽ đi thả xem không biết là nó có bay được không các bạn ạ. Mình mới cắt đi mà, mới sáng nay mình cắt đi, bây giờ là buổi chiều ấy. Mình làm YouTube thì mình cũng khá là rảnh nên là buổi chiều mát mát rồi mình mới thả thôi, chứ còn trưa nắng mình không dám thả mọi người. Đấy, bây giờ thì mình sẽ mang đi thả mọi người nhé. Đấy, con này thì siêu phẩm chiến kê của mình ấy. Với một con nữa là con 50cm, con này 64cm cũng được. Bây giờ thì mình sẽ đi thả xem nó có bay được không các bạn nhá. Mình thấy là nếu mà tính mà làm diều đại trà mà cõng thêm sáo nó thì đẹp. Con này không biết là cõng được sáo không, hay tí về mình thử lấy một quả mình cõng xem cho mọi người nhỉ. Mình mà cõng, nếu mà cõng được quả sáo này thì cũng ok phết đấy. Ok, bây giờ thì mình sẽ ra, mình đi thả con diều này xem các bạn nhé. Nói chung là giờ bây giờ trời vẫn còn nắng to ấy. Giờ là khoảng độ 4 giờ thôi nhưng mà trời còn nắng to lắm. Đi, bây giờ thì mình sẽ đi thôi nào. Nắng to lắm. Đây, cầm cầm nó chuột đi. Tiếp theo thêm cọng trang các bạn. Mỗi cái làn da tổn thương lắm, ra ngoài nắng tia UV nó nhiều các bạn, nên là mình sẽ đeo khẩu trang mà tránh được tí nào hay tí đấy. Chơi xong cái mùa hè thả diều không thì mai về đen thui các bạn ạ. Thôi đen phải chấp nhận thả diều, tại là quay YouTube là phải ra ngoài trời mà. Nên là mình quay video nên là phải hy sinh cái da mặt của mình. Ok, hy sinh cái làn da của mình. Đấy, bây giờ thì đứng quay. Đấy, các em đứng quay nhá. Bây giờ Trường đâm với chú nhá. Hay Quân đâm? Quân đâm không? À, thôi để Quân đâm đi. Trường đi ra đằng trước kìa. Rồi Quân đâm nhá, Quân nhá. Đấy, các bạn có thể thấy là đây là một chiếc diều. Một chiếc diều cực kỳ là ok luôn đúng không? Nhìn như vậy thôi các bạn ạ, mình đoán là nên đấy, bởi vì là cắt đi một phần nữa thì nó cũng chẳng đáng mấy đâu. Ui dồi. Thôi, mày đừng có bốc phét, mày đừng có mồm điêu đi. Rồi mình sẽ bay xem các bạn nhá. Bay thử một tay á, hất tay xem có bay được không. Mình sẽ hất tay xem mình có bay được không các bạn. Lên kìa bạn ơi. Ôi dồi, bây giờ thì mình sẽ cả chiếc diều này các bạn nhá, mình sẽ thao tác gò khung lại thôi, chứ còn để phẳng cánh như vậy nó dễ bị trao đảo lắm các bạn ạ. Mình sẽ gò hai cánh rồi nhá. Quay thật từ đây Trường ơi. Mình sẽ gò cánh rồi các bạn nhá. Gò cánh vào, mình nghĩ là gò cánh là nên được luôn các bạn ạ. Nèo này thì mình vẫn để như cũ, còn không biết là nên được hay không là tùy vào số phận của em nó thôi. Đấy, bây giờ thì mình sẽ kéo các bạn nhá. Trường cứ quay lên điều cho nhá. Mày vãi gì vậy em? Này, mày định tông hoa kết liễu nó à? Cuốn cơ mà.
Ok bạn ạ, sau một hồi thả thì mình cảm thấy là diều đại trà thì nó khó nên hơn những con diều khác. Còn diều, cái loại diều mẹ bồng con nó dễ nên hơn các bạn ạ. Mình cắt ra dáng đại trà này nó khó nên hơn. Đấy. Nó cứ bị hay bị trao đảo ấy, mình thấy thả cái diều to không vậy? Kiểu như nó hay bị trao trao kiểu gì các bạn ạ. Nó trao trao khá hay phá sáo lắm. Trao sáo nên hay phá sáo lắm. Rồi có lẽ là mình sẽ thử chỉnh lại cái nèo nó xem, nó cứ hay bị nánh ấy. Dịt mẹ mày xuống. Đây các bạn ơi, giờ mình sẽ mang ra đây mình sẽ thả lại nhá. Nãy giờ thì gió nó cuộn quá nên là mình thả hơi bị khó. Bây giờ thì mình sẽ thả lại thôi. Đây, đang thả lại em nó các bạn ạ. Thì mình sẽ thả xem là chỉnh lên nèo xem nó có bay được không các bạn ạ. Nãy nó bị hơi nánh ấy. Ừ, các bạn ạ, có lẽ là mình sẽ đi về các bạn nhé. Đây các bạn có để nhìn chân này. Mình biết các bạn mình quay không may là bị trượt chân, ngã dẫm vào xuống ruộng, bẩn hết chân rồi. Thôi có lẽ mình sẽ đi về thôi, Quân ơi đi về đi, nắng lắm. Thảo chiều chiều lúc nữa cơ thì mới đẹp. Giờ tầm 3 rưỡi 4 giờ vẫn còn nắng lắm mọi người ạ. Ok. Còn đây là mình sẽ kết thúc clip tại đây các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh. Và mình có bán diều từ 50.000 cho đến 150.000, các bạn có thể mua ủng hộ mình nha. Nói chung là cảm nhận hôm nay của mình thả con diều này cũng khá là vui. Bởi vì là nó hơi xoay xoay một tí tại là gió to quá các bạn ạ. Gió to chứ mình giờ mình thả diều 6 to còn được ấy. Còn con diều này thả nó không chịu gió như cái con diều mini 50cm kia, mà con này 64cm. Đấy, thôi thì bây giờ thì mình sẽ mang về được các bạn nhé. Mình sẽ kết thúc clip rồi đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip lần sau nhé. Bye bye. Ok.